Hello mọi người nha, hôm nay shop đồng hồ Si Nhật Thụy trên nail của em sẽ lên video là ngày 13 tây tháng 2 nha mọi người nha. 13 tây tháng 2 sắp tới lễ tình nhân Valentine lung tung. À. Rồi, em lên à đây em nói về cách thức mua hàng nha mọi người. Là bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn, là em sẽ không có giữ hàng cho đến khi mọi người là chuyển khoản thì bên em mới giữ hàng thôi, mấy em mới chốt nha. Thì nên là em sẽ báo còn với rất nhiều người khi mà em chưa nhận tài khoản, thì ai là người chuyển khoản trước thì bên em sẽ em sẽ chốt lại cho người đó. Tại vì là mọi người cũng phải thông cảm là vì video em sẽ phát công khai thì ai cũng nhìn thấy được cái video này. Thì giống như mình hỏi mẫu đó còn, bên em báo còn. Nhưng mà mình lâu quá mình mới chuyển tiền hoặc là lâu quá mình không trả lời hồi âm gì hết. Thì thành ra em phải báo còn với người khác để mà em chốt đơn. Chứ em không thể nào mà giữ hoài và bắt người ta phải đợi. Giống như cái người sau người ta hỏi, rất là nhiều người hỏi, người ta đợi lâu lắm. Thành ra là tội nghiệp người ta mà người ta đợi như thế người ta cũng nản nữa. Thành ra là bên em không có làm việc như vậy. Bên em làm việc là ai mà muốn mua thật sự thì người ta sẽ chuyển khoản nhanh lắm. Còn người ta cứ lăn tăn suy nghĩ thì người ta mới không chuyển khoản thôi. Đó. Thì bây giờ công nghệ thông 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 tin bây giờ thì mình chuyển khoản đâu cần nhất thiết mình phải có tài khoản. Mình có thể vào thấy di động ha, mình chuyển qua ví Momo giùm em, chuyển qua số điện thoại ví Momo giùm em, số điện thoại đó luôn là cũng là ví Momo luôn, cũng là cái tên đó luôn, rất là dễ luôn, mà chưa được mấy phút nữa là vô, là mọi người cũng không có tốn tiền chuyển luôn á, còn còn nhanh hơn cả ngân hàng luôn. Còn ai mà có internet banking thì mình chuyển qua số tài khoản ha, số tài khoản ở trên là số tài khoản mới của em ngân hàng VIP, từ 1 đến 6 đuôi 122, mọi người ghi nội dung chuyển khoản là cái mã mà mọi người chốt là được. Rồi số tài khoản ở dưới thì ai có đã lưu rồi thì mình cứ chuyển qua số tài khoản đó ha. Về máy bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng nha mọi người, và hàng si em sẽ không bảo hành nước cho dù cái mẫu đó nó có chống nước đi nữa và nó là dòng lặn đi nữa thì bên em cũng không bảo hành nước. Em sẽ hỗ trợ làm gôn chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu em để nguyên bản. Ví dụ như là những mã nào mà mọi người thấy đã chống nước rồi thì thôi, tại vì mọi người chơi nhiều mọi người sẽ biết. Còn nếu như mà mọi người không yên tâm thì mọi người bảo em làm thì bên em sẽ làm không tính phí, thì bù lại bên em sẽ không có trách nhiệm về bảo hành. Đó. Còn khách chuyển khoản hết bên em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400 ngàn nha mọi người. Dưới 400 ngàn mình trả ship giùm em sẽ báo luôn số tiền ship, là lúc đó em cộng vô luôn. Phí ship em lấy đồng giá là 35 ngàn, là cho dù là khu vực đó 40 ngàn mà nếu như mà không đồng á, đúng nghĩa là chuyển khoản hết em vẫn phải chịu luôn. Thành ra là em sẽ tính đồng giá cho nó dễ ha. Rồi, thì nếu mọi người mua mấy triệu đi nữa mà mọi người không chuyển khoản hết bên em cũng không free ship được. Tại vì là em sẽ chịu tiền bảo hiểm khi mà ship code á, thành ra là mọi người sẽ trả cái tiền phí ship cho em, tiền bảo hiểm em chịu ha. Rồi em cũng đã nói rất là nhiều lần trong cái video đầu tiên, lúc nãy em cũng nói luôn là mình mua hàng mình đồng kiểm với shipper và quay video lại ha. Có vấn đề gì em sẽ giải quyết dựa trên cái video mọi người quay. Nếu mọi người không có video mở hàng thì em sẽ không có làm việc được với bên vận chuyển, nếu mà thiếu hàng, sai hàng, mất hàng hoặc bể hàng. Thành ra là mọi người nhớ nha, nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Đó là giống như cái bằng chứng để em có thể nói được với bên vận chuyển luôn, và em cũng dễ làm việc với bên mình nha mọi người nha. Rồi, mà em quấn kỹ lắm, ít khi nào bị bể hàng lắm mọi người, không bao giờ có chuyện đó luôn á. Và em có dán tem nguyên vẹn á, mọi người nhận hàng mọi người thấy nó gạch ra là mọi người đừng nhận luôn, để cho nó nhanh đó. Rồi, lên mã đầu tiên nha. Mã hôm nay em sẽ lấy là mã K. K1 cho em. K1 em lên sẽ là một con của nhà Diesel này đi. Đây, siêu xịn luôn, siêu đẹp nha. Dáng này rất là được săn đón. Bản Diesel máy này là máy Nhật, ê máy máy Thụy giùm em, máy Thụy nha. Bản này nói chung Diesel nó sẽ có bản Thụy, bản Nhật tùm lum bản, nó vẫn là hàng chính hãng của Diesel nhưng nó tùy ở nơi sản xuất. Thì con này là máy Thụy nha mọi người. Nó tùy theo bản, tùy theo cái ngày sản xuất của nó mà nó để máy gì thì kệ nó. Nhưng mà bản máy Thụy thì em sẽ báo máy Thụy cho mình. Rồi size con này là size 44.6 ngang, dọc của nó là 37.8 nha.
Bảng này là dây jean cho em, dây như cái quần jean của mình á đó. Đó, rất là sport và nó mang phong cách bụi nha. Rồi khóa dập hiệu jean như thế này cho em luôn nha mọi người. Đó, bảng này bảng kim xanh, bảng kim xanh navy nền đen cho em, dáng vuông núm dập hiệu như thế này. Ở đằng sau nữa nè, đít bắt ốc cho em nha mọi người, bảng thụy sĩ. Con này chống nước là 100 m. Chống nước là 100 m cho em luôn. Đó. Cái này là em thấy nam rất là săn đón và rất là thích cái dòng này nè. Cái bảng này nè, cái bảng mà dáng vuông mà nó có một cái đường bezel ở đây nè. Lúc thì nó làm bên phải, lúc thì nó làm bên trái nha. Đó. Rồi, vỏ thép đúc cho em toàn bộ rất là đẹp luôn. Con này mã đầu tiên sẽ là mã K1. Em bán con này với giá là 1 triệu nha mọi người, bản Thụy Sĩ cho em. Mã nó sẽ là mã K1 cho em nha. Hàng nhiều lắm luôn nè, nó còn một hàng hộp dưới nữa nhưng mà em lại không quay hết được. Nếu quay hết thì em sẽ không có để được cái thông tin chốt hàng cho mình, thành ra là em kéo tới đây thôi. Rồi lên cho em mã tiếp theo, mã K2. Mã K2 nha mọi người nha. Mã K2 em lên sẽ là một con của nhà Arin. Full hộp của nhà Arin luôn. Arin là hàng của Nhật luôn nha, hãng của Nhật và sản xuất tại Nhật, Japan. Con này rất là sang luôn, nó cũng có sản xuất ở những nước khác nhưng mà ý là hãng nó của Nhật. Và thường thường cái Arin này nè là tại vì là nói chung là mọi người ít gặp thôi, em gặp hoài à. Cái Arin này là sản xuất theo tiêu chuẩn lắm luôn á nha mọi người. Nó bao gồm họ sổ như thế này cho em và một cái khăn ha, và một cái khăn nữa, khăn để mình lau á. Rồi lên cho em con Arin này. Con Arin này là nó là dòng năng lượng solar nha, chứ không phải pin bình thường, nó là năng lượng solar. Thì con này thì mình xài hoài không phải thay pin, nó rất là tiện ha. Mình chỉ sạc ở dưới ánh đèn hoặc sạc dưới ánh nắng. Nếu như mình không xài nữa thì mình để nơi có ánh sáng mặt trời hoặc là để nơi có ánh đèn là được. Có nghĩa là không cần phải để dưới đèn, nhưng mà khi mà em ship cho mình trong vài ngày không có ánh nắng á, thì mọi người sạc dưới đèn cho em từ 1 đến 2 ngày. Xong bắt đầu mọi người chỉnh giờ lại, xong mọi người đeo. Thì khi mọi người đeo thì không đeo nữa thì mọi người để nơi ánh sáng, chứ đừng có bỏ vô trong cái tủ rồi đóng lại nha. Nó hao cái pin thật của nó, size 23.5 cho em nha mọi người. Đó, vỏ bọc vàng nha mọi người ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Con này nó làm cái số của nó là số học trò mà giống như kiểu mình lấy cái viết mình viết lên vậy. Đó, nó rất là đẹp. Nên nhìn nó mang phong cách Hàn Quốc đó, mọi người hiểu không? Đó. Rồi, ở đằng sau nó như thế này cho em luôn nha. Đó, đằng sau nè. Argan dập nha, cái này là dập chứ không phải in nha mọi người. Rồi, khóa là khóa bướm cho em. Khóa bướm dây da mọi người, khóa bướm dây da chống gãy á, mà dây nó giấu dây chứ nó không phải lòn cái đĩa bên ngoài ha. Nó giấu bên trong như thế này nè. Đó, nó đẹp luôn. Con này cái vỏ này là bọc vàng luôn nha, dập hiệu Arin bọc vàng luôn cho em. Rất là đẹp. Đem lên tay cho mình xem nha, bản dây da zin của nó nha mọi người. Dây da bò may chỉ là zin của nó hết cho em luôn. Đó, đẹp ha. Lên cho em con này em bán cho mình với giá là 600 năng lượng full hộp nha. Mã nó sẽ là mã K2. Rồi, lên cho em mã. Ủa đâu rồi? Mất tiêu rồi. Lên cho em mã K3 nha mọi người nha. Mã K3 em lên sẽ là một con siêu phẩm của nhà cơ lộ này đi nha. Một con siêu phẩm của nhà đây, Aurelia Classic. Bản Classic nè. Aurelia là thương hiệu của Thụy Sĩ mà mình hay thấy những cái đồng hồ pin đó mọi người. Size con này là size 38 nha. Cái này là dành cho khách mà hôm bữa mà em lên những cái mã 40 mấy mà khách hỏi là có cơ lộ size 38, 39 không, thì đây nó đây nha mọi người nha. Nói chung con này nó có hỗ trợ có tay nữa nha. Để em chỉnh giờ lại cái 10 giờ 57. 10 giờ 57 nha. Rồi, con này nó có hỗ trợ có tay ha, mình xoay theo chiều kim đồng hồ giùm em, cọc số la mã nè, lộ bên trong kim xanh navy nha mọi người. Khóa là khóa bướm cho em thay, khóa bướm và dây da đà điểu là em thay nha mọi người nha. Rồi ở đằng sau của nó nè.
Đằng sau của nó lộ mông như thế này cho em luôn, tất cả đều là thép đúc nha, automatic nè, đây là thông số series của nó nha mọi người. Đây, nó số series của nó đây. Đó. Cái bên này là bản bản máy Nhật đời mới bây giờ nha, rất là quý sờ tộc luôn, hoa văn đầy đủ ha. Rất là đẹp luôn, đẹp kinh khủng. Rồi lên cho em con này. À bên hông của nó sẽ là khía như thế này nha. Đó, bên hông nó sẽ là khía như thế này cho em luôn. Và núm của nó sẽ là núm cầu phay, núm cầu mà phay phay chiếu chiếu á. Rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em con Aurelia thương hiệu Thụy Sĩ, sản xuất tại Nhật Bản, máy Nhật Bản ha. Lộ mặt lộ mông cho em như thế này luôn. Em bán cho mình với giá là 1 triệu 9 nha. Người ta bán 2 triệu mấy không á mọi người. 1 triệu 9 cho em nha. Cơ bây giờ về mọi người lẻ một con là bây giờ nó rất là cao, nó đầu hai không á. Mã nó sẽ là mã K3 cho em luôn. Lên cho em mã K4. Mã K4 em lên sẽ là một con của nhà Michael, Michael Kors nha. Đây, lên cho em một con Michael Kors. Con này là thép đúc bọc vàng hồng cho em nha mọi người. Rồi, lên cho em con Michael Kors này, nó có cái phiếu mua hàng bên đó nè và cái sổ nè. Đây, đẹp kinh khủng luôn nha mọi người nha. Con này bọc vàng hồng cho em đính hai hàng diamond, hai hàng diamond và bên trong là full diamond cho em, một góc lịch lọc. Một góc lịch lọc như thế này cho em luôn nha. Đó. Cọc số la mã mix với lại mà cọc số gạch nè, bản 6 kim. Rồi ở đằng sau nó như thế này. Đằng sau nó bản đít xoáy cho em nha, đầy đủ các thông số, chống nước là 100 m. Cái chỗ này của nó nè, hai bên nó mix ở giữa nè. Cái màu này là màu trà nha mọi người. Đó, hai bên nè, thép đúc nè, nó mix ở giữa nha. Cái cục này là cục bờ, giống như gọi là nó bằng bằng giống như mấy cái cục mà ở trong chuỗi vậy. Size con này là size size 42. Size 42 cho em nha. Nói chung là gu của Michael Kors với lại Marc Jacobs là gu to. Cho nên là mình phải gu to mình mới chơi được nha. Như em rất là thích, em đang đeo 45 luôn á mọi người. Đây, em rất là thích luôn tại vì nó sang đỉnh của chóp luôn. Ai mà chơi gu to thì mới đeo được cái dòng này. Nó sang đỉnh luôn. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. Thì cái này á, nếu mà nam mà điệu điệu á, thì vẫn đeo được luôn, nhưng mà theo em thì nên là nữ ha. Cái form tay nó là hiện tại bây giờ mắt dây của nó đang có là 16 16 16 năm á. Tay ai hơn 16 báo bên em làm mắt cho mình. Rồi lên cho em con Michael Kors này, em bán cho mình với giá là 1 triệu 3 nha mọi người. Bản 6 kim nó sẽ khác với lại bản 3 kim nha. 1 triệu 3 cho em full hộp luôn. Bình thường nếu như mà em bán hàng nguyên siêu con này phải 2 triệu á mọi người ơi. Mã nó sẽ là mã K4 cho em nha mọi người. Rồi lên cho em mã K5. Mã K5 em lên sẽ là một con của nhà WeRed năng lượng cho em nha. Đây, WeRed năng lượng cho em, kim xanh navy, ngọc xanh navy cho em nha mọi người nha. Bản năng lượng, cái kim dây nhỏ này là kim dây chính nè. Kim này là kim thể thao nha. Kim thể thao chạy kim trôi cho em luôn. Bản 6 kim WeRed Chronograph. Núm của nó là màu xanh navy nha. Đó, núm xanh navy cho em luôn. Rất là đẹp luôn nha. Thép đúc nè, dập hiệu WeRed ở đằng sau. Vỏ dây thép đúc, vỏ thép đúc cho em. Rồi ở đằng sau nó như thế này nha. Chống nước là 100 m nha. Sử dụng bộ máy là V175 cho em. Chuẩn hai nhà, nhà chính hãng của nhà WeRed là của dòng Citizen đó mọi người. Size con này là size 40, dành cho khách nào mà hôm bữa em có lên một con mà size nó tận 43, lẫn khách nói bự quá đó. Mình lấy cái con này nè, size 40 là vừa tầm để đeo ha. Thông số nó nằm bên trong mặt kính cho em luôn. Đó.
Em đo từ đây đến đây nha, không có đo hai cái cục núm ngoài này nha mọi người. Đó, kim xanh navy, cọc xanh navy cho em, dòng Chronograph Wiget Solar. Thì hàng năng lượng em cũng nói rồi ha. Mình đeo mình khi mình nhận hàng thì mình sạc dưới đèn cho em, còn không đeo nữa mình để nơi có ánh sáng là được ha. Không đóng kính tủ lại giùm em, tại vì hàng này mình đã không tốn cái chi phí để thay pin rồi, mình chỉ xài bằng năng lượng thôi, nó rất là ok và tiết kiệm luôn, rất là tiện nha. Rồi lên cho em con WeRed này, em bán cho mình với giá là con WeRed Solar năng lượng này nha. Em bán cho mình với giá là bao nhiêu đây? 950 ngàn cho em, vừa năng lượng, vừa solar, vừa 6 kim và chạy bản kim trôi. Mã nó sẽ là mã K5 nha. Bình thường con này nếu mà size 42, 43 là em bán tới 1 triệu mấy lận đó mọi người. Size 40 cho em nha con này. Lên cho em mã K6. Mã K6 em lên sẽ là một con bạch kim nè. Hôm bữa trước em có một con mà khách giành giật luôn á mọi người. Đây, một con Valentino hiệu ý cho em. Con này viền đính diamond nha, đính 4 viên đá ruby mặt hẳm trai cho em, rất là đẹp luôn. Dây của nó cũng mạ bạch kim nha, và nó làm hai hàng hộp như vậy kéo từ đây đến đây cho em. Đó, hai hàng hộp diamond cho em nè. Rất là đẹp luôn, độ mới cao. Rồi ở đằng sau của nó như thế này nha, black nè, platinum black nè, mạ bạch kim nha mọi người. Hiệu của nó là Valentino hiệu ý, và là jewel, là trang sức, là 4 viên đá quý, 4 viên đá ruby xanh cho em con này. Ở bên trong đính 2 viên đá diamond khảm trai cho em. Size con này là size 24.3, là gần 25. Đó, lên tay rất là đẹp luôn, sang xịn mịn luôn. Núm đính đá xanh nha mọi người. Đây, núm đính đá xanh cho em. Con này đúng là đẹp luôn á. Con này em thấy nữ người nào cũng thích luôn. Đó. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 1 triệu 7 nha. Bữa trước em bán con đó 1 triệu 9, nó size bự hơn. Con này là size 25, 1 triệu 7 cho em. Mã nó sẽ là mã L. À, mã nó sẽ là mã K6 cho em nha. Lên cho em mã K7. Mã K7 em lên sẽ là một con của nhà Tommy đi. Tommy Hilfiger. Đây, full hộp như thế này nè. Đó, full hộp của nhà Tommy. Tommy rất là ít có luôn mọi người ơi, rất là ít có luôn. Cái gì mắc dây này em sẽ cho thêm vào đây nha, tại vì hiện tại em thấy cái đồng hồ nó đang ngắn nè. Đó, em sẽ cho nó vào đây. Đờ mi như thế này cho em luôn. Size con này là size 44 nha mọi người ơi. Tôm mì size 44, chống nước là 5 AT, một góc lịch lọc cho em chỗ này. Mặt của nó là mặt hai lồng, riêng cái số 12 nó làm đờ mi, nó làm màu vàng đờ mi cho nó bằng tông với lại cái đờ mi này. Rồi bên trong này là mặt xanh navy đen cho em nha. Xanh navy đen 22, mặt số 2 lồng nha mọi người. Núm dập hiệu như thế này nè, núm vàng dập hiệu cho em, niền khía xung quanh. Đó, tán đinh đờ mi cho em, thép đúc nè, dập hiệu như thế này rất là đẹp luôn. Ở đằng sau của nó nè mọi người ơi, đó, ở đằng sau thông số đầy đủ ha. Đó, đầy đủ các thông số cho em. Đít này phải ép bằng máy nha mọi người, rất là ok la luôn á. Đó, con này đẹp má la luôn nè, rất là đẹp luôn. Lên cho em con này, con tôm mì full hộp nè, em bán cho mình với giá là 1 triệu mốt. Tôm mì rất là ít có luôn mọi người thấy nha. Em bán con này xong mọi người hỏi em là bảo đảm mọi người lại cần chục kiện sau, chưa chắc có con tôm mì thứ hai. Rất là ít có luôn á mọi người. Lâu lắm luôn, em bán từ hồi trước Tết bây giờ nó mới có nè. Mã này là mã K7 cho em nha mọi người nha. Lên cho em mã K8. Mã K8 em lên sẽ là một con của nhà con đá ceramic nè, con hiệu Paris hiệu Pháp cho em nha, con hiệu Pháp nha, Rovendino hiệu Pháp cho em. Đó, kính sapphire nè, đính đính 4 viên diamond trong mặt số nha, đính 4 viên diamond. Cái diamond mà của nó rất là sáng luôn á mọi người, sáng kinh khủng luôn. Rồi mặt lục lăng cho em nha, mặt ngoài đá ceramic lục lăng, dây dây là đá ceramic mix với lại thép đúc. Đó,
rất là cứng cáp luôn. Rồi ở đằng sau là khóa bướm dập hiệu Rovendino cho em. Rồi ở đằng sau nữa là bảng đít xoáy nha mọi người ơi. Bảng con này là bảng đít xoáy nha. Đây. Đó, Rista Ceramic Band nè. Bảng đít xoáy cho em Rovendino Paris kính sapphire, chống nước là 3 ATM. Size con này là size size 24 cho em con này. Em không đo núm ha. Size 24 cho em. Đó, rất là đẹp luôn. Kính sapphire. Đã kính sapphire chống chày rồi, đá ceramic còn chống chày nữa, là nguyên con chống chày luôn nha mọi người. Đeo buổi tối lấp lánh lắm luôn á. Rất là đẹp kinh khủng luôn nha. Rồi lên cho em con đá ceramic này, hiệu Pháp nha mọi người. Khi mọi người mua mới, hàng Pháp nó sẽ mắc hơn hàng Nhật á. Đó, mà em bán bằng giá luôn á. Rồi lên cho em con kính sapphire hiệu Pháp này, em bán cho mình với giá 900. Mã nó sẽ là mã K8. Lên cho em mã K9 nha. Mã K9 em lên sẽ là một con của nhà cơ automatic của Đức nha mọi người. Đây, Made in Germany. Made in Germany đây. Hiệu này nè. Nói chung hiệu của Đức khó đọc lắm mọi người ơi. Đó. Rồi khóa bướm cho em nha mọi người. Khóa bướm cho em và dây da phần mặt chân của đà điểu màu nâu choco em thay. Đó, rất là đẹp nha. Thấy không? Cái này là ngày nha mọi người. Ô ngày của nó nằm vị trí 1 giờ 2 ô cửa sổ nha. Rồi bốn góc như thế này nó làm la mã cho em luôn. Đó, thông số nè. Nó là hiệu Allen R and Sonne and Sonne nè. Đó. Rồi ở đằng sau của nó nè, bảng đít xoáy cho em nha mọi người. Made in Germany, đít xoáy cho em con này. Size con này là size 41.2. Size 41 cho em nha mọi người ơi. Size 41 nên nói chung là mình không giống như dạng như những khách mà họ không thích lộ cơ á. Tại vì là không phải khách nào cũng thích lộ cơ. Mình thích cái kiểu mà chuẩn chạc, mà cái kiểu tinh tế thì mình lấy con này ha. Đó, cơ automatic có hỗ trợ có tay ha. Có hỗ trợ có tay cho em núm dập hiệu như thế này luôn. Đó, rồi lên cho em con đứt này, con cơ đứt này em bán cho mình với giá là 1.850.000. Em nói thiệt với mọi người luôn là khi mọi người mà hỏi mà giống như hỏi mà để mua lẻ hoặc là giá sỉ này kia là cái giá này là giá sỉ luôn á mọi người. Người ta toàn giao giá này luôn á. Em không lấy nổi luôn á. Em bán ra giá này sao em lấy nhà được giá này đúng không? 1.850.000 cho em nha. Mã nó sẽ là mã K9 cho em. Lên cho em mã K10. Mã K10 em lên sẽ là một con của nhà Longines nha. Một con của nhà Longines full hộp. Nhìn cái hộp thôi là đủ yêu rồi. Đó, mở ra như thế này cho em luôn. Rất là đẹp. Cái hộp rất là cưng xỉu nha. Sang đỉnh của chớp luôn. Rồi lên cho em con Longines nè. Longines nè, hàng cổ nha, mang giá trị sưu tầm kinh khủng luôn. Bản cơ cốt cho em luôn nha. Bản cơ cốt nha mọi người nha. Đó, chỉnh giờ nè, rút ra chỉnh giờ bình thường nha. 11:13. 11 giờ nè, 13 nè. Rồi lên cót mình thì mình ấn xong rồi mình lên cót quay theo chiều kim đồng hồ. Lên căng tay thì dần. Trung bình hàng cơ cót đó thì mình lên từ 1 ngày đến 1 ngày rưỡi mình lên lại ha. Đó. Đây. Những cái con này nó sẽ không còn sản xuất nữa đâu mọi người ơi. Đó, rất là cổ luôn. Cổ điển luôn. Hàng này dạng lắc nha mọi người. Đây lắc của nó nè. Hàng Longines thì mọi người biết rồi đó, giờ thương hiệu đình đám rồi nha. Thụy Sĩ cho em Longines này, máy chuẩn nhập hiệu Longines luôn. Máy rất là đẹp. Những con này nó không còn sản xuất nữa đâu, mình mua coi như là mình giữ nó là sau này là mình độc nhất luôn á. Đó, Longines cho em nha, bản cổ, dáng vuông cho em dặn lắc. Đó, con này máy nó sẽ dập ở bên trong. Thường thường hàng cổ nó sẽ dập bên trong nha mọi người. Kim xanh navy cho em luôn. Rồi hàng cơ cốt full hộp như thế này nha. Em bán cho mình với giá là 700, mang giá trị sưu tầm. Mã nó sẽ là mã K10. Lên cho em mã K11 ha. K11 em lên sẽ là một con của nhà Casio full hộp. Một con của nhà Casio full hộp như thế này cho em luôn.
Đây nó có cái sổ nè. Đó. Rất là ok la luôn nha. Bản này là bản quay sector cho em, Casio quay sector multiband 6 full hộp, nguyên tát luôn, còn tát luôn nha. Đây nè. Ủa phải này tát này, không phải tát này là mắc chứ. Đây. Rồi ở đằng sau nó như thế này. Dập hiệu quay sector cho em luôn. Full hộp. Rất là đẹp. Đó. Kinh khủng đẹp nha, một góc lịch xéo này cho em luôn. Rồi ở đằng sau nè. Ở đằng sau cái mã của nó nè. Quay sector multiband 6 watt time touch solar, hàng năng lượng mặt trời ha. Đây WV QMW1M410. Đó. Size con này là size 43.2 cho em nha. Size 43.2 cho em luôn. Mấy này em đã để có gì em kêu hỏi chỉnh nha. Chưa biết đường chỉnh mọi người ơi. Đó. Nói chung là nó có hoạt động đầy đủ. Đó em sẽ chỉnh sau cho mình ha. Chỉnh lịch chỉnh đầy đủ sau cho mình luôn. Rồi con này là cọc số nha, cọc số kim đồ là dạ quang sáng sáng rực luôn nha mọi người, cọc số rất là sáng luôn. Đó. Quay sector multiband 6 full hộp như thế này cho em, bản 6 kim. Lên cho em con này em bán với giá là 900 full hộp, mã nó sẽ là mã K11. Rồi lên cho em mã K12 nha. K12 em lên sẽ là một con của nhà quát đi. Con quát full hộp như thế này cho em, quá đẹp, quá xịn, quá sò luôn. Đây. Nguyên tát nguyên sổ nha mọi người nha. Đây, tát của nó là 45.150 in, là nó rơi vào khoảng rừng 9 triệu con này. Đây. Rất là đẹp luôn. Em không có nói quát máy Nhật nha mọi người, quát máy Thụy Sĩ nha. Có quát của em là quát máy Thụy Sĩ nha mọi người, mở ra là máy Thụy Sĩ vàng dập hiệu quát luôn nha mọi người. Đó, khủng khiếp như vậy đó, chứ nó em không có nói mấy cái quát máy Nhật mà ở Việt Nam mình bán 2 triệu mấy con đâu nha mọi người. Bán mới 2 triệu mấy đâu nha. Con này của em nó còn tách hóa đơn đầy đủ nè. Rồi. Đây, nó có một cái ticket quát này. Xong rồi là cái mà đồng hồ nha và hình ổ khóa. Đồng hồ hình ổ khóa cho em. Ở đằng sau của nó là nó sẽ có số seri quát như thế này, rất là độc luôn. Và đây, ở đây nó cũng sẽ có số seri như thế này luôn. Đó. Cái núm thì mình vẫn rút ra chỉnh bình thường ha, bên em chỉnh rồi. Còn cái dây này của nó nè mọi người. Dây này của nó bằng cái gì mà nó rất là chắc ăn luôn, nó rất là chắc luôn nha mọi người. Nè, dây da hay dây gì á em không biết rành, nhưng mà nó rất là ok la luôn. Và nó rất là bụi nha, nó là dạng đeo như thế này, mình quấn mấy vòng thì tùy mình ha, mình muốn quấn mấy vòng thì mình tùy mình quấn xong ha, cái mình chui cái này vô, chui cái đầu này vô đây, đó là một cách đeo. Mình chui cái đầu này vô đây xong bắt đầu mình thắt gút lại ha, mình thắt gút đầu lại. Dụ như hắt hắt cái rút đầu bự lên như vậy nè, đó là nó sẽ đeo hành như vậy nè, thấy không? Hoặc là mình muốn đeo là mình đeo cái kiểu này nữa thì mình sẽ hắt thắt gút trước ha, mình thắt gút trước cho em. Cái này nam nữ gì đeo được hết đó mọi người, nó bụi lắm, nó giống như là mấy người mà mấy ông nội Tây mà ba lô mà qua đây hay đeo quá. Đây đó, xong rồi ha, là mình thắt gút trước xong mình lòn vào đây xong rồi mình vòng lại như thế này, mình vòng nhiều vòng lại, vòng tới nào mình vừa thôi, tùy tay bự tay nhỏ đó. Em vòng tạm cho mình thôi đó, nè em vòng tạm cho mình nha, là đeo nó sẽ là như vậy, thấy không? Nói chung nó có rất là nhiều cách đeo, cái này là tự do style nha, mình tự mình miết theo cái style mình mong muốn. Nó có cái độ dài dây sẵn để cho mình tự mình miết rồi đó. Rồi lên cho em con quad này nha, mới nó được 10 triệu á mọi người ơi. Em bán cho mình với giá là 1 triệu. 1 triệu cho em quad này độc lạ mà em bán có 1 triệu rồi mọi người.
full hộp luôn nha. Mã nó sẽ là mã K11 cho em. Lên cho em mã K12. Mã K12 em lên sẽ là một con của nhà. Ủa nãy K11 rồi mà phải không? Từ từ nha. À này là K12. Cái mã quartz này sẽ là mã K12 cho em. Và bây giờ em lên mã K13. K13 em lên sẽ là một con Dolce. Một con D&G Dolce cho em nha. Dolce Rabana bản 6 kim cho em. Mặt của nó là màu ghi xám nha, rất là tây luôn á. Và đồng những cái đồng hồ nhỏ của nó sẽ là màu đen. Size con này là size 42. Size 42 cho em, thép đúc nguyên con. Ở đằng sau của nó là khóa bướm dập hiệu. Khóa bướm dập hiệu Dolce cho em nha. Ở trong này nó dập hiệu nữa nè. Rồi ở đằng sau như thế này, bảng đít xoáy Dolce Rabana Time nè. Đó, tất cả đều là thép đúc, chống nước là 5 ATM nha mọi người. Rất là tây luôn. Và một góc lịch 3 giờ cho em con này. Rồi núm của nó nè, núm hai cái chỗ này là màu đen nha, núm cầu đen. Rất là đẹp luôn và nó liền mạch như thế này, nó kéo từ lớn xuống nhỏ cho em con này. Sang xịn mịn luôn. Rồi lên cho em con Dolce này. À để em coi nó có dạ quang không. Có dạ quang nha mọi người nha. Kim dạ quang cho em và những cái chấm tròn này là nó dạ quang nha mọi người. Rồi lên cho em con Dolce này, Dolce Rabana này. Em bán cho mình với giá là 950.000. Siêu xuất sắc luôn, hàng siêu phẩm luôn nha. Độ mới cao kinh khủng. 950 cho em một con D&G. Mã nó sẽ là mã K13. Rồi lên cho em mã K14 ha mọi người. K14 em lên sẽ là một con của nhà Angela Coco. Hôm bữa phiên trước là em bán hết Angela của cái phiên đó. Bây giờ em lên phiên mới. Đây, Angela Coco nè mọi người. Bản này là bản dây trái tim. À, bản mặt trái tim đá rơi trong đây nha. Và mặt màu trà cho em luôn. Đó, mặt màu trà cho em. Rất là đẹp, kinh khủng đẹp luôn nha. Viền đính diamond cho em. Ở bên trong nó đính diamond nè. Và nó làm hai khoang ở dưới màu trà. Và ở dưới ở trên màu kem. Ở đằng sau là còn nguyên cái tem đít chưa lột nha mọi người ơi. Đây nè. Nó chưa có lột tem luôn đây. Nếu mà lột là đẹp ken xì ben len luôn nha mọi người. Nó có để nha, diamond nha. Natural diamond cho em Coco. Size con này là size size 30. Size 30.7 là gần size 3, là gần 31, 30, 31. Nói chung trái tim thì nó sẽ không đều ở trên phần, ở dưới nhọn nè. Đó. Bản này là dây màu hồng. Dây màu hồng không phải hồng sớm nha mọi người. Hồng này rất là spot và kiểu như sành điệu á. Hồng này là nó là da đà điểu nha. Nó là da đà điểu nè, em thấy rất là yêu luôn. Em bỏ vô, mọi người không thích màu này có thể báo bên em sẽ đổi màu khác và chụp màu cho mình chọn sau. Tách của nó là 37.800 in. Nó rơi vào khoảng 7-8 triệu một con này. Đó, nó có đá rơi trong này nha. Đây nè, đá nó rớt. Đá nó rớt trong này. Mình lắc, mình đeo, mình vận chuyển thì nó sẽ chạy. Đây. Đó, mình vận chuyển là nó sẽ chạy đá trong này nha mọi người. Đó, lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là con trái tim này. Tại vì do em quá nhiều, hiện tại em có mấy con trái tim luôn, nên em sẽ bán cho mình với giá là 650 full hộp. Em da đà điểu đàng hoàng xịn sò nha. Mới nó tới 7-8 triệu một con. Em bán chưa được 10% so với giá mới luôn. Mã nó sẽ là mã K14. Em sẵn lên em lên luôn nha. K15 cũng là một con trái tim, nhưng mà trái tim con này là bản nó full mặt hai màu, nó là màu xanh ngọc. Màu xanh màu ngọc rê cho em luôn. Màu xanh ngọc rê nha. Con màu xanh ngọc này thì em chỉ có một con thôi. Đây. Đây, tát nó cũng 37.800 in luôn và da của nó là da xanh rêu. Da đà điểu xanh rêu cho em luôn. Ở bên trong của nó là khoang màu của nó là màu xanh ngọc nha mọi người. Đây nè, cho nó chạy cái bi cái trái tim qua để cho mình coi cái màu. Đó, natural diamond, một viên diamond bên trong và bên ngoài đỉnh full diamond xuống càng, bốn cái càng luôn nha mọi người. Size nó cũng bằng nhau nha, 30-31 cho em, rất là đẹp luôn. Độ mới cao, con này chưa có đeo, để lâu nó hư dây em thay dây thôi. Đó, con này chưa có đeo, còn tát còn hợp luôn, thích hợp cho việc mình đi tặng nè.
Đó, Natural nè, bản máy nhật cho em nha, sử dụng bộ máy Miyota. Rồi lên cho em con đá hoa xung quanh trái tim này, em bán cho mình với giá 700. Mã nó sẽ là mã K15. Lên cho em mã K16. K16 em lên sẽ là một con của nhà Hulot. Đây, một con của nhà Hulot cho em, sử dụng bộ máy pin nha mọi người. Máy pin và máy nhật cho em nha, một góc lịch 3 giờ chỗ này. Nền đen ký tự inox, chữ inox, kim inox cho em luôn. Rồi ở đằng sau của nó như thế này nha, khóa nè, đó. Rồi bảng dây nè, đó, dây này là dây bên ngoài là nó lót da may, và bên trong là lót cao su cho em nha mọi người, để nó tránh nước và tránh bí á mọi người. Rồi ở đằng sau của nó như thế này, tán đinh cho em luôn. Đó, tình trạng là như video em quay nha mọi người nha. Núm nè, đó, đính đá bên ngoài nè. Đó, size con này là size 44.7 là gần 45 cho em. Size 44.7 là gần 45, lâu lâu mới có một con, không có nhiều mọi người ơi. Đó, size 44.7 là gần 45 cho em. Rồi lên cho em con này nha, con Hulot máy này là sử dụng bộ máy Nhật. Lịch số 3 cho em nha, và viền đính diamond zin nguyên bản nha, từ khóa cho tới dây luôn. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 1 triệu mốt. Mã nó sẽ là mã K14 cho em, K16 cho em. Lên cho em mã K17 nha. K17 em lên sẽ là một con của nhà Justin Bow Sydney nha. Thương hiệu của Úc. Thương hiệu của Sydney nè. Đây, Justin Bow. Full hộp cho em như thế này, bao gồm hộp da nữa nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Kinh khủng đẹp. Rồi nha mọi người. Đây, con này là bản lụa vàng, màu vàng hồng cho em, mặt loang vân. Mặt loang vân nha mọi người ơi. Và em search trên mạng á mọi người. Đây, cho mọi người xem. Em search trên mạng á, là cái bản dây da. Cái bản dây da loang vân nha. Đâu rồi? Nè, mọi người nhìn giá mọi người hết hồn luôn nè. Đó, 230 mấy triệu một con này, khủng khiếp. Rồi lên cho em con này nha. Size con này là size 35.2, Justin Bow Street này. Bản dây lụa vàng hồng cho em luôn, hàng trưng bày ở đằng sau của nó nè. Nó là design bởi Úc ha mọi người, design bởi Úc và sản xuất tại Nhật, nên sử dụng bộ máy Japan Nhật và chuẩn thép đúc là 316L. Đó, và mạ bọc vàng hồng lên, số series đầy đủ ha. Đang dáng này rất là đẹp luôn, và mặt của nó mọi người nhìn ha, mặt loang đá vân cho em, cọc kim màu vàng hồng, chữ vàng hồng sang đỉnh của chóp luôn mọi người, quá sang luôn. Và lâu lâu mới có một con này, nói chung nó không thường xuyên có trong kiện đâu mọi người, những cái hãng như thế này. Dây khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa nha mọi người nha. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là bao nhiêu ạ? Hộp này bằng da nha mọi người, cái hộp bằng da cho em luôn. Hỏi này mua tặng là hết sảy con bà bảy luôn nè. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 1 triệu. Mã nó sẽ là mã K10, K nhiêu đây? Mã nó sẽ là mã K17 cho em nha, 1 triệu. Trời ơi, mới nó nói chung là giá trên đó nó rất là cao, cao ngất ngưỡng. Em bán bằng cái giá em nhập kiện thôi, 1 triệu cho em nha. K13, K17 cho em nha, nhầm, K17. Rồi lên cho em mã K18 nha. K18 em lên sẽ là một con của nhà trầu nó kéo. K18 em lên sẽ là một con của nhà Ocel cho em, sử dụng bộ máy là bộ máy Nhật nội địa nha. Đó, Ocel. Đó, 1805 cho em, kính ánh xanh. Kính ánh xanh nè, cọc kim màu vàng cho em nha. Cọc kim vàng cho em, bản này là bản 5 kim.
Size con này là size 42. Size 42 cho em dây lụa. Đây dập hiệu như thế này, dây lụa khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Còn nguyên tab luôn nè mọi người thấy không? Cũng khiếp đẹp dã man luôn á. Đây, Ursel còn nguyên tab luôn. Ở đằng sau nha, con này phiên bản limited nha mọi người. Đây dịp bên more limited cho em luôn. Đó, quá là đã luôn. Chống nước 5 ATM còn nguyên tem đít, bản đít xoáy nha. Thông số đầy đủ nha mọi người. Con này là bản giới hạn, kính của nó là kính ánh xanh, giống như kính chống tia UV vậy mọi người, chống tia chói vậy, rất là đẹp luôn. Đó, cọc kim hồng và bản 5 kim cho em, cọc kim vàng và bản 5 kim cho em nha. Cái này là thứ nè, cái này là ngày nha mọi người nha. Đó, núm dập hiệu cho em luôn con này, dây lụa. Rồi lên cho em con này nha em mọi người, em bán cho mình với giá là 1 triệu. Mã nó sẽ là mã K18. Mã nó sẽ là mã... Từ từ nha, tự nhiên em rối bời quá. Ờ, K18 cho em 1 triệu nha, quá rẻ rề luôn. Lên cho em mã K19. K19 em lên sẽ là một con Senko LK. Một con Senko LK full hộp như thế này nha mọi người. Mặt màu xanh navy, full hộp cho em luôn. Bản thép đúc. Đó, Senko LK bản thép đúc full hộp như thế này. Nguyên tát nha, nguyên tát Senko cho em luôn nha mọi người. Đây, ở đằng sau của nó dập hiệu LK. Đằng sau dập hiệu LK cho em. Rồi ở đằng sau nữa nè. Con này sử dụng bộ máy là pin 416, rất là mắc tiền luôn. Máy in Japan cho em nha. Nè, chuẩn hàng chính hãng, máy in Japan, sản xuất tại Japan luôn. Chống nước là 100m, không qua nước thứ ba luôn nha. Size con này là size 22. Size 22 cho em luôn. Mặt màu xanh navy, kim của nó rất là đẹp. Kim chiếc lá nè mọi người. Đó, kim chiếc lá rất là đẹp luôn. Xanh navy cho em, khủng khiếp đẹp. Đó, lên cho em con này full hộp, em bán cho mình với giá là 600. Mã nó sẽ là mã K. Mã nó sẽ là mã K bao nhiêu ạ? Quên hoài. K19 cho em nha. Lên cho em mã K20. Mã K20 em lên sẽ là một con cơ. Giời. Là một con cơ dáng quý sờ tộc nha. Con cơ hiệu ý cho em cô gu nè. Hiệu ý nha mọi người ơi. Ở dưới này là cái giống như cái hơi nó vào, chứ không phải nó bị bể đâu nha. Không có phải bị bể hay bị gì đâu nha mọi người. Em để zin nguyên bản luôn nha. Tại vì nó màu đen nên cũng không ảnh hưởng gì hết trơn á. Đó, size con này là size 38 nhưng cho 40.9 cho em. 38 nhưng cho 40.9 nha. Dán vuông bầu ở trên dưới nè. Dán rất là quý sờ tộc luôn á mọi người. Đó, automatic hiệu ý cho em nha. Cọc số la mã. Đây, lộ nguyên cái mặt ở giữa luôn như thế này. Rất là quý sờ tộc luôn. Rồi ở đằng sau khóa bướm nha. Khóa bướm và da cá sấu là em thay. Rồi đằng sau như thế này. Automatic nè, 22 chân kính nha mọi người. Chuẩn thép đúc cho em Koru. Đó, lộ mông như thế này nha. Những cái hàng này người ta giao sỉ rất là mắc. Mọi người mà lấy lẻ mà có khách là rất là mắc luôn. Kim hồ lô cho em nha mọi người. Đó, kim hồ lô nè, ba cái kim đều hồ lô luôn. Có hỗ trợ có tay ha. Thép đúc bọc đen sơn tĩnh điện cho em. Tán đinh 4 trên, 2 trên, 2 dưới nè. Đó, cái này thích hợp cho tay nào mà đeo từ 40-41 độ về. Rất là thích hợp luôn nha. Rồi, lên cho em con hiệu ý này nha. Em bán cho mình với giá là... Con hiệu ý này em bán cho mình với giá là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 cho em thay vì nó tới 2 triệu mấy lần á mọi người ơi. Mã nó sẽ là mã K20 cho em nha. Dáng rất là lạ, ít có nè. Những cái hàng này ít đụng hàng nè. Lên cho em mã K21 nha. K21 em lên sẽ là một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền full hộp như thế này. Hiệu Mikimoto. Cái hiệu này rất là làm. Thường là làm ngọc trai nè. Hoặc là làm bạc 925 bọc vàng nè. Rất là hay có luôn. Đây full hộp như thế này cho em nha. Con này đính một cái viên ngọc trai. Con này đính một viên ngọc trai. Cái này đồng hồ, dây chuyền đồng hồ nha mọi người nha. Đính một viên ngọc trai cho em trên này. Ở bên trong là khảm trai. Dập hiệu bên ngoài bọc vàng cho em. Và con này là bạc silver 925 bọc vàng nha.
Silver 925 cho em, và bọc vàng lên cái lớp Silver 925 cả nguyên con như thế này, đính một cái ngọc trai ở trên này luôn đó, và dây của nó đây rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, dây của khóa nè, khóa này là không bao giờ hư nổi luôn á, rất là đẹp luôn. Thì cái này tay, cái này người ta làm dài cho nên mình về mình tay cái cổ mình tới đâu mình cắt tới đó, mình đi ra tiệm bạc mình cắt cái xong rồi đó. Đó, rất là đẹp luôn nha, sáng chói luôn, cái mặt kinh khủng đẹp đẹp ha. Rồi lên cho em con dây chuyền đồng hồ bạc 925 đúc nguyên con bọc vàng đó, khảm trai cho em và đính một viên ngọc trai full hộp như thế này, em bán cho mình với giá 800. Mã nó sẽ là mã K21. Rồi lên cho em mã K22 nha mọi người nha. K22 em lên sẽ là một con t-shirt. Con này bị bơm nè mọi người, chứ chứ không là đi lâu rồi mọi người. T-shirt 1853 cho em hai lịch nha mọi người. T-shirt 1853 phiên bản máy Nhật. Size con này là size 43.6. Size 43.6 cho em nha mọi người. Da là da đà điểu phần nâu choco, khóa bướm là em thay. Đó. Bơm mà tới giờ mới chịu về nè. Ở đằng sau 1853 nha. Tất cả đều thép đúc, kính sapphire cho em, chống nước là 30 m. Kính sapphire nha mọi người nha. Đó, niềng không xoay tọa độ cho em. Niềng không xoay tọa độ nha mọi người. Mặt của nó là mặt màu kem. Mặt màu kem nha, hơi chỗ này có vết thời gian nè, nó hơi vàng vàng chỗ này có vết thời gian nha mọi người nha. Bị bơm. Đó, tức lắm. Con này em bán bữa trước hình như 900 1 triệu gì đó. Rồi em bơm, bị bơm nha, em bán con này 600, lấy lẹ nha mọi người. 600 cho em nha, kính sapphire luôn. Ngon lành nguyên con, da đà điểu với cái khóa 0300 rồi mọi người ơi. Mã nó sẽ là mã K22 cho em. Lên cho em mã K23. Mã K23 em lên sẽ là một con DW full hộp. Một con DW full hộp cho em như thế này. Đẹp sáng chói luôn. Đây. Một con DW full hộp cho em luôn, hộp bằng da nha mọi người nha. Rồi mở ra là xỉu ngang luôn. Đây, nguyên táp nè. Đó. Xỉu ngang với nó luôn. Bản này là bản đính 12 viên đá diamond. Bản này là bản đính 12 viên đá diamond nha mọi người. Rất là đẹp luôn, đẹp đẹp khủng khiếp luôn, kính sapphire cho em luôn. Size con này là size 34 cho em nha mọi người nha. Size rất là ít có, thường về 36 rất là nhiều. Rồi thép đúc bọc vàng hồng cho em nha. Rồi ở đằng sau như thế này. Đó, đằng sau dập số series đầy đủ nha mọi người. Rồi da đồ zin hết nguyên bản nha. Đây dây đồ da đồ zin hết nha. Tình trạng là như video em quay nha mọi người ơi. Mọi người tự đánh giá theo cái mắt của mình nhìn nè đó. Chứ mọi người kêu em đưa ra số phần trăm là mỗi người sẽ có cho ra cái số phần trăm khác nhau. Rồi khóa nè, khóa dập hiệu DW cho em nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn, kính sapphire. Kính này kính sapphire nè, không chày một chỗ nào luôn. Full diamond, 12 viên đá diamond luôn. Rất là đẹp luôn, dáng mảnh nha mọi người nha. Lên tay là khỏi nó phải không còn gì để chê nữa. Và bản này ít rất ít có, thường là về ra cái bản gạch nhiều với bản full diamond rất là ít có luôn. Rồi full hộp như thế này cho em luôn nha. DW full 12 viên đá diamond full hộp em bán cho mình với giá 1 triệu. Mã nó sẽ là mã K23 cho em. Phong ta. Ừ K23 cho em nha. Lên cho em mã K24 nha mọi người ơi. K24 em lên là một con earring. Một con earring full hộp cho em, USA earring. Full hộp cho em như thế này, có nguyên cái sổ như thế này nha. Rồi mở ra là như thế này xong. Đây. Vỏ titanium nha mọi người ơi. Bữa ai kêu em kiếm nè. Giờ có rồi nè mà quên mất tiêu người kiếm rồi nè. Size con này là size 35. Dành cho nam tay nhỏ, nữ cá tính đeo nha. Hoặc là mấy chú đeo. Titanium rất là tốt cho huyết áp, điều hòa huyết áp và tốt cho sức khỏe, tránh gió, đồ đầy đủ luôn nha mọi người nha. Mặt bên trong nền đen nè, ký tự nè. Đó, đồng hồ kim đồ là màu vàng nha mọi người. Erin Titanium Chronograph nè mọi người thấy không? Đó.
Rồi, dạ quang siêu sáng nha, kim cọc đồ dạ quang sáng kinh khủng luôn. Size con này là ổ size em đo rồi nha. Dây titanium cho em rồi ở đằng sau nè. Đằng sau nó dập hiệu Erin cho em luôn mọi người. Titanium chưa một lớp spa luôn nha. Chưa đánh spa bao giờ luôn mà nó mới như thế này nè, zin nguyên bản luôn nha. Bản đít xoáy cho em con này. Đó, thông số đầy đủ, chống nước là 100 m nha. Cái này là nó dập chứ nó không phải in đâu nha mọi người. Đó. Con này là núm nè, núm vặn cổ chai, mình vặn xong mình rút ra mình chỉnh giờ. Dạ quang siêu sáng chỗ này 3 cốt nha mọi người nha. Đó, 3 cốt nha. Để em coi cái này làm đúng rồi, chono ráp nè. Đó. Rồi lên cho em con này. À con này nó là không phải năng lượng, tưởng năng lượng. Con này nó là Erin Titanium 6 kim. Đó, dạ quang siêu sáng. Rồi lên cho em con này full hộp. Em bán cho mình với giá là 750 ngàn full hộp. Con này là mới chưa qua sử dụng, chưa qua spa luôn nha mọi người. Mã nó sẽ là mã K24 cho em. Lên cho em mã K25. K25 em lên sẽ là một con của nhà này đi. Con này bữa trước em có nè, trời hết mà người ta hỏi hoài luôn, bây giờ mới có nè. Đó, cái lắc của nó đeo như vậy nè mọi người ơi, lắc xích nha, lắc xích nè, xong rồi mình gài vô như vậy cho em đây, mình gài vô như vậy nè, để em gài thử nha, gài đại đi. Rồi đây là mình đeo dạng như vậy nè, nó là lắc xích đó mọi người, là mình đeo đồng hồ xong rồi nó toàn ten như vậy nè, để mình xem giờ đồ đó, đẹp không, rất là đẹp, tiểu thư giải luôn, quá tiểu thư luôn nha. Rồi dây của nó là dây của nó là dây xích bọc vàng cho em, mà bọc dạng nhám nha, không phải dạng bóng, dạng nhám lì lì á mọi người. Đây, ai mà mình thích đeo lắc xích thì mình đeo con này, rất là đẹp luôn, nam nữ gì đeo được hết nha. Đó, cái mặt của nó thì em đo cả cái ngoài đây cho mình là 37, rồi cái lòng trong của nó là 19. Cái mồng hồ của nó nhỏ bên ngoài là 37 nha. Đó, núm thì mình rút đem mình chỉnh thôi. Máy Japan luôn nha. Hàng này là hàng siêu, siêu đẹp. Đẹp kinh khủng luôn. Mua tặng được nè, mua về đúng tặng được luôn á. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình với giá là 700, độc lạ. Mã nó sẽ là mã K25. Rồi lên cho em mã K26 nha. K26 em lên sẽ là một con của nhà GH Reason Diamond. GH Reason cho em phiên bản dây da. Dây da này là em thay rồi, dây da của nó bị hỏng nên em thay dây da mới nha. Dập hiệu cho em nè. Đó, khóa vàng GH Reason dập hiệu nha, da đà điểu cho em. Rồi bên trong của em, bên trong như thế này, đính 4 viên diamond nha mọi người. Cọc số La Mã, cọc số vàng cho em, mặt số 2 lòng. Bản này là bản năng lượng mặt trời nha, chạy sóng radio hình tròn. Size con này là size 43. Size 43 cho em nha mọi người. Đính 4 viên diamond, sóng radio hình tròn solar. GH Reason cho em đây. Đó, đằng sau là bản đít xoáy nha, vỏ thép đúc bọc vàng. Có cái núm như này nữa nè. Đó, con này quá là đẹp luôn á mọi người ơi. Da đà điểu khóa bướm. Con này mới nha mọi người. Bữa em bán nguyên con mới mà có hộp luôn á, là mới nó tới tách nó tới 10, 18, 19 triệu một con, bèo nó cũng phải 17 triệu một con tách mới nha mọi người. Con này là hãng nội địa của Nhật và hãng rất là nổi tiếng ở Nhật nha. Biểu tượng hoàng gia nè. Hãng này của nó rất là mắc tiền luôn á mọi người ơi. Rồi lên cho em con này. Con này em bán cho mình độ mới cao nha mọi người, nước vàng rất là cao, độ mới cao kinh khủng, đẹp hơn ở trong video em quay nữa. Rồi con này em bán cho mình với giá là 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha, hôm bữa em bán full hộp là 3 triệu rưỡi một con lận á mọi người, mà không còn một con luôn á. Đó, con này đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn rất là mới và đẹp nha. Em bán 1 triệu 3 cho mình luôn. Năng lượng sóng radio đến đây mình GH Reason. Mã nó sẽ là mã K. Mã nó sẽ là mã K26 cho em. Rồi lên cho em mã K27 nha. K27 em lên sẽ là một con của nhà, một con của nhà Burberry.
Một con của nhà búp Berry Demi cho em nha mọi người ơi. Năng lượng Demi cho em. Đây búp Berry, hàng chính hãng luôn nha. Năng lượng cho em Demi. Ở đằng sau dập nè, dập cái biểu tượng của búp Berry nè. Rồi đằng sau đây nữa. Đây. Đó, búp Berry cho em Wish Solar. Năng lượng mặt trời nha mọi người. Khi mình không xài nữa, mình để nơi có ánh sáng trên bàn làm việc cũng được nữa. Size 25 cho em nha. Không đóng kính tủ lại là được nha mọi người. Đây lên tay nè. Nó sang đỉnh của chóp nhà búp Berry cho em luôn. Dán đờ mi. Đó. Rồi lên cho em con này. Đờ mi xịn sò kinh khủng nha. Thép đúc đờ mi. Năng lượng cho em luôn. Mình không đóng kính tủ lại là được, và khi mình nhận hàng của em thì mình chỉ cần sạc 1-2 ngày là mình đeo ok rồi đó. Rồi lên cho em con búp Berry này năng lượng mặt trời ha. Con này em bán cho mình với giá là 1 triệu búp Berry chuẩn hàng chính hãng nha. Mã nó sẽ là mã K27 cho em. Lên cho em mã K28 nha mọi người nha. K28 em lên sẽ là một con cơ automatic hàng thời trang, nhưng mà tiêu chuẩn rất là đẹp nha mọi người. Đây, cơ automatic dành cho khách nào mà mình không có 1 triệu mấy 2 triệu để mình mua một con á, thì mình trải nghiệm cơ trước. Mình sẽ trải nghiệm những cái con này là mình sẽ hiểu về nó, sau này mình mua những con mắc tiền sau cũng được. Đó, 11 giờ 54 phút nha, để em chỉnh giờ lại. 11 giờ 54 phút. Rồi, cái này nó có hỗ trợ có tay luôn, và lộ mông, lộ đằng sau luôn cho em. Đằng sau còn nguyên tem đít như thế này nha. Đó. Con này là hàng thời trang cơ automatic. Dây da và đà điểu với khóa bướm này là 300, hơn 300 ngàn rồi. Em hay luôn á mọi người. Chịu chơi không? Đó. Size con này là size 46. Size 46 cho em con cơ này. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá 500. Em lấy lại tiền bộ hijab với cái khóa. Bán cho mình với giá 500 nha. Đó, vỏ vàng cho em luôn. Mã nó sẽ là mã K28. Lên cho em mã K29 nha mọi người nha. K29 em lên sẽ là một con của nhà Amor Dolce Hiệu Ý. Amor Dolce Hiệu Ý full hộp cho em như thế này luôn. Đây, có sổ nha. Hộp như em cho như thế này. Con này nó có thiết kế trái tim bên này. Đó. Cái mặt ở trong cái phần màu trái tim nó đính một viên diamond. Đây nó ghi chữ diamond nè mọi người thấy không. Full hộp cho em như thế này nè. Đó. Bên trong cái phần trái tim đỏ này nó sẽ đính một viên diamond trên trái tim đỏ nha. Đây. Dây đồ zin hết của nó nha mọi người. Dây đồ zin hết của nó cho em luôn. Rồi ở đằng sau nó như thế này. Đó. Chống nước là 3 ATM nha. Armor Dolce Italy. Size con này là size size 30.4. Size con này là size 30.4 nha. Viền nó dập hiệu nha mọi người. Viền nó dập hiệu cho em. Và đính một viên diamond ngay chỗ trái tim. Số của nó làm số giống như Femmuller đồ gì á mọi người. Dây đồ zin hết cho em nguyên con full hộp như thế này luôn. Nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là 700. Mã nó sẽ là mã K29 cho em nha. Hiệu ý đính một viên diamond full hộp K29 cho em 700k. Lên cho em mã K30 nha mọi người nha. K30 em lên sẽ là một con của nhà cơ. Một con cơ automatic hiệu Excel Automatic 1805. Hồi nãy em lên mã pin, bữa nay con này là mã cơ nha mọi người. Rồi ở đằng sau lộ mông sử dụng bộ máy Miyota của Nhật nha mọi người ơi. Đó, thép đúc cho em đây nè. Số series 8088, số đẹp luôn. Chống nước 5 ATM, bản đít xoáy nha mọi người. Rồi núm dập hiệu cho em như thế này. Và có một cái núm nhỏ để chỉnh nè. Chắc là để chỉnh cái đồng hồ này nè. Không phải. Nấm nhỏ này để chỉnh gì ta? Để nghiên cứu nha. Chưa nghiên cứu hết được. Size con này là size size 42.2 cho em. Size 42.2 nha. Cọc số nét thanh nét đậm. Kim ngỗng cho em. Kim xanh navy ngỗng nha mọi người ơi.
Đó, rất là đẹp luôn, nhìn nghiêng giống như kiểu kim thủy tinh vậy. Rồi, da nè, da jean cho em nha, dây da jean cho em toàn bộ. Là này còn nguyên tem đít luôn nè. Cái này dập hiệu Airshell cho em, dập hiệu nha. Rồi nguyên tát dập hiệu như thế này cho em luôn. Đó, rất là đẹp. Đẹp ha. Lộ mông, lộ tim. Kim xanh navy automatic. Rất là đẹp. Quá là đẹp luôn. Rồi lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là 1 triệu 9. 1 triệu 9 cho em. Hàng chưa lên tay nha mọi người ơi. Mà em bán bằng với cái hàng đã lên tay luôn á mọi người ơi. Tranh thủ cho em nha. Thương hiệu nội địa của Japan. Mã nó sẽ là mã K30. Lên cho em mã K31 nha. K31 em lên sẽ là một con của nhà Pinky and Danny nè. Đó, của nhà Pinky and Danny nè, sử dụng bộ máy Japan nha, mặt khảm trai cho em. Mặt khảm trai ở ngoài cái màu hồng nó đậm hơn cái ngoài. Ở trong này ở cái màu này nè, đó, ở ngoài nó màu này nè, đó. Size con này là size 16. Nhưng cho em đo cả ngoài đây là 33.8, em đo ở trong này là 23. Rồi nó dập hiệu Binky bên hông nè. Dán rất là mảnh nha, dán rất là mỏng. Rồi đằng sau nè, thép đúc cho em nguyên con và dập hiệu cho em như thế này. Rồi ở đằng sau đây. Đó, made in Japan luôn, không qua nước thứ ba nha mọi người nha. Chuẩn thép đúc cho em luôn. Lên tay rất là đẹp, dán ten, ten dài. Mặt khảm trai xà cừ màu hồng. Màu hồng pha một chút tím, không phải, pha một chút berry vậy, cherry vậy mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em con này nha, em bán cho mình với giá là 550 ngàn. Mã nó sẽ là mã K31 cho em nha mọi người ơi. Rồi lên cho em mã K32 nha mọi người nha. K32 cho em là một con DW. Một con DW, size của nó là size 36 nha mọi người ơi. Hôm bữa ai hỏi em DW nè, bữa nay em có lại. Size 36 cho em nha, chỗ này nó có xước nè. Đó. Chỗ này nó có xước nha mọi người. Còn kính đồ này kia là đẹp hết luôn. Ở đằng sau của nó nha, nguyên sale nguyên cái số series dập nè mọi người thấy không? Đó. Da nè, da zin dập hiệu cho em nha. Bản da zin dập hiệu. Đó, dây của nó rất là tốt nên hầu như về là toàn để lại dây zin không à. Rồi, khóa nè vàng hồng dập hiệu cho em size 36, dáng rất là mảnh. Mẫu này không bao giờ bị lỗi thời luôn, đó giờ luôn nha mọi người, đeo hoài được hoài luôn, không bao giờ bị lỗi thời. Con này nó có hơi xước nhẹ chỗ này, em bán cho mình với giá 500 thôi. 500 ngàn thôi, mã nó sẽ là mã K32. Lên cho em mã K33. K33 em lên sẽ là một con của nhà Airshell như hồi nãy vậy mọi người, em về một lô luôn á. Rồi nguyên siêu như thế này cho em nha. Nguyên siêu chưa có lột ra, em để nguyên vậy nè để cho về mọi người tự lột. Đó. Con này cũng là bản 5 kim. Bản 5 kim, cái chữ hiệu của nó sẽ nằm trên cái kim dây này. Cái này là thứ nha, cái này là ngày cho em. Cọc của nó là cọc 10 cọc màu vàng nha mọi người ơi, cọc màu vàng cho em nha. Cọc cọc màu vàng kim vàng cho em luôn. Bản này cũng là bản limited nha mọi người, cũng còn nguyên tem đít về mọi người lột trước lột sau ra cho em. Chống nước là 5 ATM Japan Mo phiên bản limited cho em, đầy đủ các thông số, số series, thép đúc. Con này là thép đúc lụa vàng nha. Thép đúc bọc vàng cái vỏ nè. Đó, bọc vàng cái vỏ và lụa vàng cho em, dập hiệu như thế này. Đó, size con này là size 42, con này nó là cũng là kính chống tia UV nè. Đó. Đây này em mở ra cho mọi người. Kính của nó cũng chống tia UV nè, kính nó cũng có ánh nè mọi người. Nó cũng có ánh nha. Tại vì nền nó trắng nên nó không rõ cái ánh thôi, nhưng mà mình ưỡn tới ưỡn lui là mình thấy nè, ở ngoài mới thấy nha mọi người. Con này độ mới cực kỳ cao, giống như kiểu chưa có đeo vậy mọi người ơi. Rồi em bán cho mình với giá, con này em bán cho mình với giá là 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã K33. Lên cho em mã K34 nha. K34 em lên sẽ là một cái chiếc lắc. Một cái chiếc lắc nguyên tát cho em luôn, của nhà Angel Jewelry Coco, giống cái hàng hộp đó đó.
Đó. Tát là 37.800 yên, rơi vào khoảng mấy 7-8 triệu gì đó mọi người. Rồi lắc nè, bên trong là mặt của nó là mặt hồng rê nha. Mặt hồng rê đính một viên diamond cho em, róc cái chỗ mà đuôi cái đầu cái con số 6 nè mọi người thấy không? Đẹp kinh khủng luôn. Rồi ở trên ở dưới đính 5 viên đá hồng, rồi nó mít luôn ở dưới nguyên cọng dây. Đây, ở hai mắt ba nhóc dây đầu. Ba mắt dây đầu cho em như thế này. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi ở đằng sau nè. Ở đằng sau còn nguyên tem đít nha. Đằng sau còn nguyên tem đít cho em luôn. Lên tay thì phải nói xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn nha mọi người. Đẹp ơi là đẹp vậy đó trời. Rồi lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là 700. Full tab nha. Bán được đúng 10% giá mới luôn á mọi người. Mã nó sẽ là mã K34. Lên cho em mã K35. K35 em lên sẽ là một con Nissan. Một con Nissan cho em nha. Bản này cái màu này giống màu quân đội nè mọi người, màu xanh quân đội nè. Đó, Nissan cho em dòng lặn 300m. 300m nha mọi người, một góc lịch lọc ở đây cho em luôn. Thép đúc đen. Bên này là ba cái núm vàng dập hiệu nha mọi người nha. Ở đằng sau của nó nè, dập hiệu Nissan cho em luôn. Khóa gài thông minh. Dập hiệu Nissan, khóa gài thông minh cho em. Bảng đít xoáy. Đây. Bảng đít xoáy nha, chống nước là 300 m dòng Chronograph, dập Ben Moss. Đó. Trời ơi, nó khủng khiếp luôn. Mọi người đừng hỏi tại nó chống nước hay không nha. Đó, niềng xoay nha, niềng tọa độ xoay cho em nè. Bảng này là bảng quân đội, màu xanh quân đội, bảng 6 kim. Đó, size con này là size 51.1. 51 nha mọi người nha. Kim dây chính của nó là kim nhỏ nè. Mọi người này là bấm hay là dặn ta? Biết làm sao nữa. Không biết đường, từ từ nha này để hỏi thợ cái biết bấm hay dặn nữa. Cái này là núm vặn cổ chai, còn hai nút này để hỏi cái nha. Đó. Rất là ok la luôn, kim dây chính của nó nè, kim giờ kim phút nè. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi lên cho em con này. Em bán cho mình với giá là chống nước 300m, em bán cho mình với giá 1 triệu nha. Mã nó sẽ là mã K35 cho em. Lên cho em mã K36. K36 em lên là một con kính tràng viền dán ten hiệu ý cho em nha mọi người ơi, hiệu ý nha. Đây có đính một viên diamond nè mọi người thấy không? Đây đây mình đây có đính một viên diamond cho em, kính tràng viền thủy vàng. Một góc lịch lọc cho em mặt vàng trải tia nha mọi người nha. Dây đờ mi khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Dán ten vuông size 25.4. Nhưng cho 31.4 cho em. Khóa gài thông minh tay nào cũng vừa. Ở đằng sau của nó là hiệu Gianni Accardi Milano, hiệu ý cho em, real diamond. Thấy không? Real diamond, diamond thật, dập Ben Moss. Đó. Đó, núm đính đá đen cho em con này nha mọi người nha. Đó. Lên tay nè. Dán tên vuông cho em. Dây khóa gài thông minh. Rất là ok la luôn. Đó. Rồi lên tay như thế này cho em nè, rất là đẹp luôn, lấp lánh cực kỳ. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 600. 600k là đã có một em hiệu ý diamond luôn đó mọi người ơi. Mã nó sẽ là mã K36. Lên cho em mã K37. K37 em lên sẽ là một con của nhà Senco. Senco ten cho em nha mọi người ơi. Senko dán ten bóp 4 góc tròn. Size con này là size 30.2 nhưng cho 30. Ở đằng sau của nó nè. Sử dụng bộ máy là 6431, da bò cho em nha. Da bò màu nâu đất. Đó. Mình không thích thì đổi, báo bên em đổi da khác cho mình. Đó. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là nhiêu ạ? 450 ngàn. Trời ơi nó rẻ. 450 cho em nha. Mã nó sẽ là mã K37. Lên cho em mã K38 nha. K38 em lên sẽ là một con của nhà này đi.
Đây. Con này có dự báo thời tiết nữa nha mọi người, sensor gì, có dự báo thời tiết mà mặt trời, mặt trăng, mây gì nữa nè mọi người, nhiệt độ gì từ lưa nha mọi người nha. Nó thứ ngày đầy đủ luôn. Cái dây này là về sao em để nguyên vậy nha mọi người. Con này nó có đèn luôn á nha. Có alarm luôn á. Đây. Đó, đằng sau nó là như thế này. Cái này là dạng dây xỏ nha, mình không thích thì về thay dây cũng được, thay dây da, dây gì, hoặc là em bên em cũng có thay dây da tính tiền riêng. Đó, cộng dây da riêng, tính tiền riêng, bản dây xỏ vậy nè. Size con này là size size 46.5. Size 46.5 cho em con này nè, nó có nhiệt độ MB từ lưu hết trơn nè mọi người thấy không? Rồi em bán cho mình với giá 500. Mã nó sẽ là mã K 38. Lên cho em mã K39 nha mọi người nha. K39 em lên sẽ là một con của nhà Casio. Một con của nhà Casio chứ á, lộn, một con của nhà Anba nha, mà chống nước tận 200 m lận nè mọi người. Awaria hai lịch cho em nha, niềng xoay dán đờ mi, niềng xoay dán đờ mi, trời ơi, dạo quang nó sáng dã man như trời. Trời nó cái niềng tọa độ bên trong nó dạo quang nè. Trời nào quang cha chá luôn á trời. Nó chá. Đó, trời nó sáng dã man luôn mọi người ơi. Nó dạo quang luôn cái ô lịch luôn, trời nó chá luôn cái màn hình luôn. Size con này là size 37 cho em nha, một núm xéo cho em, núm vặn cổ chai vặn rút ra rồi chỉnh giờ thôi. Đờ mi cho em con này, ở đằng sau khóa gài thông minh. Bảng đít xoáy nè. Đó, bảng đít xoáy cho em dập bên mo chống nước 200 m. Rất là đẹp luôn, dạ quang siêu sáng. Anh ba Awaria cho em nha, dòng lặn. Trời nó đẹp quá mọi người ơi. Lên cho em con này em bán cho mình với giá là 750, giá hết hồn dục rưng. Mã nó sẽ là mã K39. Lên cho em mã K40. K40 em lên sẽ là một con này, hiệu ý nha. Valentino Club hiệu ý cho em, dán ten, vỏ đờ mi cho em, vỏ nhám nha. Vỏ nhám đờ mi, size con này là size 26.3 nhưng cho 30.8. 26.3 nhưng cho 30.8 cho em Valentino Club Italy, kim kim vàng, cọc số vàng. Ở đằng sau của nó như thế này nha mọi người nha. Đó, lên tay nè. Hiệu ý cho em, đờ mi, dán ten vuông. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 510.000 đồng. Mã nó sẽ là mã K40. K40 cho em nha mọi người nha. Lên cho em mã K41. K41 em lên sẽ là một con của nhà South Country bát quái nha mọi người. South Country Hawaii USA bát quái cho em. Dập ben, sử dụng bộ máy dập ben cho em. Niềng xoay xanh navy, mặt xanh navy nha mọi người nha. Cọc số kim dạ quang, cọc số kim dạ quang siêu sáng. Đó. Dây là dây nóc cho em, ở đằng sau là dập dập cái con bát bạc, dập cái bát quái nè mọi người. Rồi, đây. Đó. Chống nước là 200 m nha, của nhà Orient nha. Talk and Country của nhà Orient cho em. Size con này là size 36 cho em nha mọi người ơi, size 36. Chống nước là, để em coi, nó có cái bảng bảng này nè. Bảng hình con cá, bảng hình con cá mập hay con cá heo gì á mọi người ơi. Bảng hình con cá nè. Rồi bảng 200 gì đây nè. Rồi lên cho em con này em bán cho mình với giá là 550.000 nha. Mã nó sẽ là mã K41. Lên cho em mã K42. K42 em lên sẽ là một con của nhà. Con này nha mọi người, Face Your Way nè, Face Lebu nè, Rene Swiss máy Thụy Sĩ nha, máy Thụy Sĩ V8 cho em. Cọc số la mã cho em, dán đờ mi, à cái vỏ nó, cái viền của nó đờ mi nha. Viền đờ mi, dây trắng. Ở đằng sau của nó như thế này cho em luôn, chống nước là 3 ATM, chuẩn nhà chính hãng. Swiss Made.
Size này là size 32 nha, nó cũng mảnh thôi, độ dày nó tầm 4,2 mm thôi nha mọi người ơi. Một góc lịch lọc cho em đây. Đó, lên tay nè. Cái này đúng kiểu ăn chắc mặc bền luôn mọi người, đeo tới nào mới hư mọi người ơi. Đó, thụy sĩ cho em luôn, dây hạt gạo nè. Rồi, khóa nè, khóa dập hiệu cho em con này. Rồi lên cho em con này nha mọi người, em bán cho mình với giá là 750 một con thụy sĩ nhà V8 luôn. Mã nó sẽ là mã K42. K42 cho em. Lên cho em mã K43 nha. K43 em lên sẽ là một con của nhà, từ từ, con này đi. Một con của nhà, động biết động sao luôn, LS gì đây nè, xin 1974 nha. Mặt số hai lòng cho em nha, ở giữa nó dắt một vuông vàng nè. Đó, cọc số la mã. Niền không xoay, niền khía đờ mi cho em, dây đờ mi. Đây, dây đờ mi cho em. Đó. Rồi thép đúc nha, thép đúc nhám. Rồi ở đằng sau như thế này nha mọi người. Đó, dập Ben Moss. Size con này là size size 28. Size 28 cho em, dành cho khách nữ mà mình thích đeo những cái dáng xương cá như thế này mà mình không có đeo được vì nó bự quá thì mình lấy những con này nè. Rồi em bán cho mình với giá là 400. Mã nó sẽ là mã K43 cho em nha. Lên cho em mã K44. K44 em lên sẽ là một con Swatch Whisk. Một con Swatch Whisk Thụy Sĩ cho em nha mọi người ơi. Kính trắng rương. Kính cái mặt số bên trong trắng rương nha. Đó, rồi góc hai lịch màu cam cho em, cái này kim cam chữ cam luôn. Rồi cái phần dây của nó là dây thép đúc như thế này nè. Và nó làm dây rất là đẹp luôn nha, một bên thấp một bên cao, một bên thấp một bên cao, nó xen kẽ nhau như thế này, nhìn rất là cách điệu. Và nó làm đờ mi nha, một nhám một bóng, một nhám một bóng nha mọi người. Và đây là nó có hai nước gài ha, ngoài cái cắt mắt ra thì nó có hai nước gài cho mình muốn sao cũng được luôn á. Rồi dập hiệu như thế này cho em luôn nha mọi người ơi. Rồi ở đằng sau nó như thế này, thép Swatch Whisk là nó đúc nguyên con nha, về em chỉ thay pin thôi chứ không làm gì về máy được nha mọi người. Hàng zin nguyên bản nha. Size con này là size 33 nha mọi người ơi. Size 33 đang chạy rất là ok luôn nè. Đó, đẹp ha, đúng ăn chắc mặc bền luôn. Mà nhìn nó lạ ghê, dáng dây cũng rất là lạ nha mọi người nha. Rồi lên cho em con này, để em coi nó có dạ quang không. Kim dạ quang nha mọi người ơi. Kim dạ quang nha, kim sáng kinh khủng luôn. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 570.000. Mã nó sẽ là mã K44 nha mọi người. Quá rẻ luôn, thụy sĩ cho em nha. Lên cho em mã K45. K45 em lên là một con Senko LK. Đây em lên một con Senko LK. Thép đúc nha mọi người ơi, đờ mi vàng chanh cho em. Thép đúc đờ mi vàng chanh. Size con này là size 18.5 nhưng cho 22. 18.5 nhân cho 22, dây đờ mi. Đây, dây đờ mi khóa bấm nha mọi người ơi. Đó, đờ mi vàng chanh. Ở đằng sau của nó như thế này. Đó. Lên tay nè. Đơn giản không? Nhẹ nhàng. Rồi lên cho em con này, em bán cho mình với giá là 400. Mã nó sẽ là mã K K45 cho em nha mọi người ơi, K45. Đó. Lên cho em mã K46. K46 em lên là một con này đi. Mà mệt quá bán nguyên cặp đi. Đây. Con này là con Lycon gì đây nè mọi người. Cũng là dẹp Ben Mo luôn nha, hàng xịn nha, hàng của Orient nha mọi người ơi. Đó, dẹp Ben Mo hàng của Orient nha. Size con này là size 24.5. Đó, size rất là, mẫu này giống như mẫu học sinh vậy mọi người. Đơn giản. Rồi thêm con này học trò nha, con này là hiệu Baskin Robbins á. Rồi, con này là học trò nha. Con này là hiệu Baskin Robbins nè, mọi người biết cái hiệu này nó hay đi đâu với lại mấy cái kem hay gì đó của hãng Freeway nè. Đó. Rồi.
Em bán hai con, bán con tặng con nha, 300.000. Mã nó sẽ là mã K40, nhiều đây, K46 cho em. Lên cho em mã K47. K47 em lên là con này. Đây, con này là con hiệu Bastis. Đính một viên diamond cho em nha mọi người ơi. Dây hạt gạo nè, dây hạt gạo mạ vàng. Nó dây hạt gạo mạ vàng cho em nha. Đây, đó dây hạt gạo mạ vàng nha mọi người ơi. Lên tay nè, mặt khảm trai xà cừ, đính một viên diamond mặt khảm trai xà cừ cho em. Đó, đính một viên diamond. Con này em bán cho mình với giá là 350.000. Mã nó sẽ là mã K47. Lên cho em mã K48. K48 em lên sẽ là một con này. Một con du, du Bensti. Con này là của nhà Orient nè, nguyên tem luôn. Đó, Japan cho em nha mọi người nha. Vỏ mạ vàng đờ mi. Đó, cọc số là cọc số vàng, kim vàng. Da đà điểu là em thay. Da đà điểu là em thay, size của nó là size 23. Đó, da đà điểu màu nâu, nâu đất là em thay. Đó. Rồi con này em bán cho mình với giá là 350.000, chuẩn hàng chính hãng Orient. Mã nó sẽ là mã K48. Lên cho em mã K49. K49 em lên. K49 em lên là một, ôi trời ơi. K49 em lên là con này nha. Con này là con Michiko hiệu Cosino hiệu Anh nha mọi người ơi, bản 6 kim. Cái kim đỏ này là thứ nè. Kim này là ngày nha, kim này là số tiếng 12 24 giờ cho em. Vỏ thép đúc. Size con này là size 31.5. Size 31.5 ở đằng sau dập hiệu như thế này luôn. Đó, rất là ok la luôn nha, đẹp má la luôn nha mọi người. Ở đằng sau như thế này. Đó, thông số đầy đủ, chuẩn thép đúc, ăn chắc mặt bền là con này nè mọi người, bản 6 kim. Đó, bao bền luôn. Nó rất là đẹp nha. Rất là cưng xỉu. Con này nó, để coi nó có dạ quang không. Con này không có dạ quang. Rồi lên cho em con này, con 6 kim này em bán cho mình với giá là 460.000 hiệu Anh, thép đúc nguyên con, mã nó sẽ là mã K49 cho em. Lên cho em mã K50. K50 em lên là một con Dunia. Một con Dunia hai máy nha mọi người ơi. Dán tên vuông dài, thép đúc bọc sơn tĩnh điện cho em. Ở đằng sau nó như thế này, made in Japan, chuẩn hãng chính hãng Japan, sản xuất tại Japan. Đó, sử dụng hai viên pin 416, nội viên pin đó là mắc kinh khủng rồi đó mọi người ơi. Size con này là size 20.3 nhưng cho 35.5. Da đà điểu màu ghi ghi tây rất là đẹp luôn nha mọi người. Không thích màu này báo bên em chụp dây cho mình chọn màu khác. Đó. Rất là sport và cá tính luôn nha mọi người nha. Rồi lên cho em con này. Cái càng của nó hơi hơi một chút này, nó ra cái màu thép đúc nha mọi người. Ngoài ra là không có gì trơn hai cái càng nè. Đó, ngoài ra không có gì trơn nha, rất là ok la nha, hai máy luôn cho em nha mọi người. Rồi em bán cho mình với giá 500. Mã nó sẽ là mã K50 nha, hai viên pin đúng mắt luôn mọi người ơi. Lên cho em mã K51. K51 em lên sẽ là một con thép đúc nữa nè. Một con y né nè, hiệu của nhà Senko á mọi người. Một con y né này nè. Cái này là bản này, bản 5 kim Japan mod nha. Mặt màu hồng nè. Mặt màu hồng rất là đáng yêu, hồng baby nha mọi người ơi. Bên này thứ nè, bên này ngày cho em nha. Nó ký tự kim đồ là inox, vỏ thép đúc cho em toàn bộ. Ở đằng sau của nó dập hiệu nha. Đó, Japan nè. Đằng sau dập hiệu cho em, sử dụng bộ máy là 6320 nha. Chuẩn thép đúc hết nguyên con luôn. Size con này là size 31. Size 31 cho em con này, mặc rất là yêu luôn nha. Đó, cũng ăn chắc mặt bền nè, đeo không bao giờ hỏng nổi nè, bền lắm luôn nha mọi người. Mã nó sẽ là mã K51 cho em con này, quá là yêu luôn. Rồi, em xin kết thúc video của em nha mọi người ơi. Và em xin nhắc lại là bên em chuyển khoản cọc chốt đơn. Đó, chừng nào cọc bên em mới chốt đơn nha mọi người. Rồi, đây là số tài khoản nha.
Số tài khoản em có hai số tài khoản ngân hàng VIP là ngân hàng quốc tế nha mọi người, từ 1 đến 6 đuôi 122 giùm em, hoặc là ngân hàng ở phần ở dưới mình có luôn số nào rồi thì mình cứ chuyển qua số đó ha. Số điện thoại đó em có sử dụng Zalo và ví Momo, mình có thể chuyển qua ví Momo cũng được. Nhưng mà khi mọi người chuyển khoản, mọi người nhớ ghi nội dung cái mã là mọi người muốn chốt nha, để bên em biết là cái mã đó để bên em đóng hàng á mọi người, để hồi không biết ai chuyển khoản hết trơn á. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của em.